Hello, Ngoại Đăng Viết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Lúc này thì mình đang có mặt tại sân AIA, nơi mà đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại đây để chuẩn bị cho trận đấu gặp U22 Lào sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối ngày mai, ngày 30 tháng 4. Mình sẽ tranh thủ vào sân để kịp tác nghiệp vì ngày hôm nay cũng chỉ có 20 phút tác nghiệp mà thôi, rất ngắn, phải tranh thủ. Đường vào sân khá quanh co. Đây rồi. Như vậy là đội tuyển U22 cũng đã có mặt để tập luyện luôn rồi. Mình cũng phải tranh thủ. Chiều ngày hôm nay chỉ còn 21 cầu thủ mà thôi. Trong đó có 2 thủ môn chính thức, 1 thủ môn dự phòng. Quang Văn Chuẩn và Huy Hoàng là hai sự lựa chọn của đội tuyển U22. Trong khi đó thì Cao Văn Bình sẽ là phương án dự phòng. Bùi Vĩ Hào, Giáp Tuấn Dương và Ngô Đức Hoàng là những cái tên phải nói lời chia tay đội tuyển U22 Việt Nam và quay trở về. Hành trình SEA Games đã khép lại với các cầu thủ này. Bây giờ sẽ là những nhân tố được xem là xuất sắc nhất của đội tuyển U22 Việt Nam để chuẩn bị cho sân chơi SEA Games sẽ chính thức khởi tranh bắt đầu từ ngày mai. Chà, sao lại ngược nắng thế này? Sân tập ngay ở vị trí bị ngược ánh sáng. Đây là toàn bộ quang cảnh của sân AIA, sân của bảo hiểm có khác, xây rất là đẹp. Được cái là xây nguyên cái khán đài trung tâm ngay hướng nắng. Các trận đấu bóng đá thì thường là sẽ diễn ra vào buổi chiều hoặc là buổi tối. Và như vậy thì ơn trời, chúng ta sẽ được hứng trọn cái nắng khi mà tác nghiệp hoặc là với người hâm mộ khi mà ngồi trên này và theo dõi thì coi như là cũng được ăn cho đủ luôn. Rất xuất sắc. Các cầu thủ U22 Việt Nam liên tục tiếp nước với cái điều kiện thời tiết như thế này. Phần tập luyện có thể nói là rất khẩn trương. Ngày mai thôi là U22 Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn rồi. Thank you.
Huấn luyện viên thủ môn anh Ngô Việt Trung. Sau khi mà giới truyền thông rời khỏi sân thì đội tuyển U22 Việt Nam mới bắt đầu bước vào phần tập chiến thuật. Như vậy là phần tác nghiệp của giới truyền thông vào chiều ngày hôm nay kết thúc rất ngắn gọn, 15 phút đồng hồ thôi, vừa đủ để cho người hâm mộ thấy được hình ảnh sơ qua về đội tuyển U22 Việt Nam để chuẩn bị cho các trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mai. Và được biết rất là cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để theo dõi vlog của mình. Và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho mình xin một like, share và subscribe. Xin cảm ơn hai thương hiệu Minh Tuấn Mobile và rangsach.vn đã đồng hành cùng vlog và đừng biết trong các chương trình tác nghiệp tại SEA Games 32. Xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Để đổi không khí thì bây giờ chúng tôi sẽ rời khỏi sân AAA và thẳng tiến đến với sân Olympic, nơi đội tuyển U22 chủ nhà Campuchia sẽ đối đầu với U22 Timor Leste ở trận khai mạc bảng A môn bóng đá nam SEA Games. Let's go.